Dù đang đi ăn với người yêu nhưng cô gái này đã nhìn về hướng người đàn ông có chiếc xe sang động ở ngoài. Còn anh ấy thì vẫn miệt mài gắp cho chị ấy quả trứng chiên nhưng vừa quay vào thấy vậy chị đã gắp lại cho anh hai quả. Rồi sau đó lấy giấy rồi lau đũa với vẻ mặt khó chịu và chán ghét. Đúng là theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình lại theo.